cho nhóm nhảy Jet Steps của trường trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên. Em xin gửi tới liên hoan bước nhảy thiên nhiên Everest 2023 lời chào thân thương nhất. Đến với cuộc thi ngày hôm nay, chúng em xin dự thi tiết mục kết hợp hai thể loại nhảy Núi Đồng Đại mang tên Đón Bình Minh. Tác phẩm tái hiện hơi thở núi rừng Tây Bắc khi một ngày mới bắt đầu, thông qua nét duyên dáng e ấp nhưng không kém phần tình nghịch sôi nổi của những cô gái hồng mông thế hiện đại. Qua tác phẩm, chúng em xin gửi gắm lời chúc về một năm mới bình an, may mắn và tràn đầy những năng lượng tốt lành đến mọi người. Và sau đây, tiết mục xin được phép bắt đầu. Yeah.